Hồi nãy trong cái phần phỏng vấn của Đạt Nguyễn á, có nói là Đạt Nguyễn là một chuyên gia lái máy bay, thì Oanh Kiều đánh giá cái khả năng lái máy bay của Đạt Nguyễn như thế nào? Rồi nói đi. Rồi nói luôn hả? Ừ. Trong phim này đóng chung với Đạt Nguyễn. Đạt Nguyễn lái máy bay rất là giỏi. Thì nghĩa là Đạt Nguyễn có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc lái máy bay. What the hell? Cho nên là khi mà vào vai trong phim Lụa thì Đạt Nguyễn thể hiện rất là ngọt ngào và đặc biệt là những pha lãng mạn, nên mọi người hãy đón xem phim Lụa nha.